Quý vị, do dịch bệnh COVID-19, các nhà trường không thể dạy và học tập trung, nên theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo, các trường tại Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức dạy và học trực tuyến, đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 9, lớp 12 trên sóng truyền hình. Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, nhà trường còn thực hiện các video clip thu hình các bài dạy theo chương trình lớp 6, 7, 8 ở học kỳ 2 được giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng tải lên trang web của trường, các kênh mạng xã hội và YouTube. Với những video clip này, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh có thêm nguồn dữ liệu học tập. Chúng ta cùng chia sẻ phương pháp sản xuất các dữ liệu học tập như thế nào nhé, quý chị. Xin chào các em. Cô là Hà Thị Sáu, giáo viên bộ môn toán, trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Thật không ngờ, những video clip chỉnh chu về nội dung lẫn hình thức như thế này lại được thực hiện bởi các giáo viên của trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Để sản xuất ra các video clip, các thầy cô trường Nguyễn An Ninh đã tự tìm hiểu, mày mò thực hiện bằng tất cả các thiết bị có sẵn ở trường như máy tính, máy chiếu. Và phim trường cũng chính là những phòng học của từng khối lớp. Trong quá trình thực hiện thì mới đầu lên ý tưởng thì nó dễ, nhưng thực sự khi thực hiện cũng có khá nhiều khó khăn. Thì chúng tôi cũng đã lường hết và tìm hiểu hết để thực hiện. Đó là cũng đặt bảng, đặt cái bảng để quay, nó không bị bóng. Sau đó thì mượn các cái máy quay, đặc biệt là có cô Thùy Dung, là giáo viên dạy môn lịch sử của trường, đã hỗ trợ nhà trường rất nhiều về công nghệ thông tin. Trong đó nhờ những người bạn thì cho mượn máy quay và hệ thống ghi âm, cũng như là qua quá trình thực hiện thì các thầy cô sáng tạo ra để vừa hai cái hệ thống máy chiếu, máy quay để cho các cô tự tin quay những cái thước phim, những cái bài dạy một cách đẹp nhất, tốt nhất để gửi đến các con, hỗ trợ các con trong quá trình dạy học và học tập ở nhà. Được sự động viên của ban giám hiệu, 23 giáo viên, bao gồm cả cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, đều nhiệt tình tham gia thực hiện các clip bài giảng. Trước đó, đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh được nhà trường tập huấn ghi hình bài học thông qua các phần mềm trên máy tính ở nhà. Tiếp theo, giáo viên tới phim trường, tức lớp học ở trường, để ghi hình phần giới thiệu mở đầu bài học, các phần chuyển đổi ý và phần kết luận bài học. Cuối cùng, giáo viên của từng bộ môn sẽ cùng với giáo viên công nghệ thông tin cùng chỉnh sửa, kết nối các đoạn clip ngắn thành một video clip bài học hoàn chỉnh. Để đưa đến những cái clip đến cho học sinh thì bản thân chúng tôi đã tìm tòi rất nhiều các phương pháp, thậm chí là có thể chúng tôi bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để chúng tôi ngồi xem các giáo viên ở tỉnh khác, ở nơi khác họ truyền tải học sinh kiến thức cho học sinh như thế nào để học sinh có thể tiếp thu tốt nhất. Để quay các video, các clip video mà cho các bạn học offline thì tôi phải sử dụng khá nhiều phần mềm gộp lại với nhau, ví dụ như là chương trình PowerPoint, các quay phim cắt hình và quay các video thực tế. Như môn lý là tôi phải làm thực tế để cho các bạn hiểu và thích thú hơn, để cho bài giảng nó sống động hơn, hoặc là chụp các hình ảnh mình lấy ở trên mạng mà thực tế với cái bài giảng đấy thì các em sẽ hiểu và cảm thấy mình học một cách nó hiệu quả và tích cực hơn rất là nhiều. Từ ngày 14 tháng 4, trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh sẽ đăng tải các video clip là bài giảng của giáo viên các bộ môn trong trường lên website YouTube và các kênh mạng xã hội thông dụng như Facebook, Zalo. Trường cũng thông báo rộng rãi cho các bậc phụ huynh học sinh đón nhận các video clip này để có thêm dữ liệu học tập mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị máy tính hay điện thoại thông minh. Để chứng minh hai tam giác đồng dạng, chúng ta phải chỉ ra